Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong tập 164 của Cực Phẩm Gia Đình. Đi ra khỏi La Bố Bạc này, nơi này đã ở ngay bên cạnh Cao Xương và Thiên Sơn. Dòng sông vừa chảy xiết vừa trong veo này, xem ra chắc là dòng Thanh Tuyền từ trên Thiên Sơn chảy xuống. Vượt qua dãy Thiên Sơn chính là A Nhĩ Thái Sơn hiểm trở, đối diện với vương đỉnh Khắc Tư Nhĩ của Đột Quyết. Mà khoa Bố Đa dưới chân A Nhĩ Thái Sơn chính là nơi sinh ra là Tị Thảo, cũng chính là địa phương mà Lâm Vân Vinh trồng ngóng đã lâu. Xuyên qua tử vong chi hải, có thể là thần không hay quỷ không biết đến được vương đỉnh Đột Quyết. Cần bà nó. Con đường tơ lụa này thực là thần kỳ. Sớm biết thế này chúng ta đã sớm lên đi vào La Bố Bạc rồi. Nghe Lâm Vân Vinh nói xong tình thế thì cao thủ vỗ mạnh vào địa đồ một cái, nước bọt bay tứ tung, tựa như là việc xuyên qua La Bố Bạc giống như một trò chơi vậy. Hồ Bất Quy mỉm cười nói: "Vậy thì tốt, đợi lần này trở về sẽ để Lâm tướng quân bẩm rõ với Tử quân sư, lần sau nếu có chuyện tốt như là xuyên qua tử vong chi hải này thì sẽ để cho Cao huynh đệ người đảm nhiệm được rồi." Sắc mặt lão Cao thoáng cái đã trở nên xanh lè, vội vã xua tay nói: Không được, lão Cao ta không biết đường, cứ là lão Hồ ngươi là được rồi, ngươi dùng la bản rất tốt, mọi người đều biết mà." Thằng cha này là điển hình của những kẻ nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Mọi người đều cười lên ha hả, quả là cũng khoái hoạt vô cùng. Bên dòng sông rải rác những túp lều vải trắng tinh, những luồng khói chậm chậm bốc lên, mang theo mùi thơm nhàn nhạt chui vào trong lỗ mũi. Những ngày này, đây là lần đầu tiên hỏa quân nổi lửa nấu cơm, tuy chỉ có rau dại và cỏ, nhưng trong mắt những kẻ đã đói đến sắp hôn mê đi này thì lại quý báu như là sơn hào hải vị vậy. Lâm Vân Vinh đích thân xuống nước, dẫn một đám các huynh đệ thạo thủy tính đi mò cua bắt cá. Dòng thuyền thủy từ trên Thiên Sơn chảy xuống này mùi vị ngọt ngào, dinh dưỡng phong phú. Trong dòng nước tôm cá cực nhiều, con nào con ấy đều béo múp. Mọi người trong lòng tràn ngập niềm vui, tiếng cười vui vang lên rộn rã. Chẳng bao lâu sau, mùi vị thơm ngon của món canh cá đã bay đi khắp bốn phương. Đợi đến khi sắc trời u ám, mọi người mới lưu luyến lên bờ. Lâm Vân Vinh thì lại thủy tính đại phát, một mình không ngừng bơi lội trong dòng sông. Lão Cao nhìn mà hâm mộ vô ngần. Bản lĩnh bơi kiểu chó của Lâm huynh đệ so với ta dễ coi hơn nhiều. Sắc trời đã hoàn toàn tối đi. Bên bờ một đống lửa được đốt lên. Lâm Vân Vinh men theo ngược con suối nhỏ mà đi lên. Cảm giác sức mạnh từ dòng nước đập vào trước ngực toàn thân dễ chịu vô cùng. Một hơi không biết đã lặn được bao xa, hắn chậm rãi nổi lên mặt nước, thở ra một hơi thật dài, lau những giọt nước trên mặt đi. Đống lửa được đốt lên ở phía hạ du lấp lánh ánh sáng, chiếu rõ khuôn mặt các tướng sĩ trẻ tuổi. Đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười vui vẻ như vậy trên khuôn mặt của bọn họ rồi. Thoải mái thở phào một hơi, đang muốn bơi trở lại, lại nghe thấy phía không xa tõm một tiếng vang lên, lập tức dọa cho hắn giật nảy mình. Bên bờ một mảnh tối đen, ẩn ước có thể nhìn thấy mấy khối đá ngầm lớn đen xì. Âm thanh chắc là từ chỗ đó truyền lại. Màn đêm quá tối. Bên bờ cách chỗ giữa dòng suối này phải tới 5-6 trượng. Những khối đá ngầm đó thì vô thành vô tức. Hắn mở trừng mắt ra, lại không biết là thứ gì phát ra tiếng động đó. Lẽ nào là cá chép nhảy? Hắn hắc một tiếng, lập tức lặn xuống nước, bơi thẳng về bên bờ. Cự ly mấy trượng đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đợi khi hắn thò đầu ra khỏi mặt nước thì đã chỉ còn cách khối đá ngầm kia 2 trượng. Màn đêm dày đặc che phủ bên bờ, vây quanh khối đá ngầm đó mông mông lung lung, chẳng thể nhìn rõ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Lâm Vân Vinh lộ ra nửa cái đầu, vô cùng cẩn thận nhìn trái nhìn phải, sau cả nửa ngày mới phát hiện điểm dị thường. Lẽ nào là ta nghe nhầm rồi? Trong lòng hắn còn đang nghi hoặc, đột nhiên tõm một tiếng, gió lạnh thổi qua, một khối đá nhỏ rơi xuống nước làm tung lên một đám bọt nước trước mặt hắn. Ai? Hai tiếng kinh hô cơ hồ như là đồng thời vang lên. Một là do Lâm Vân Vinh phát ra, một tiếng khác lại là thanh âm của nữ tử phát ra từ chỗ bóng đen sau tảng đá bên bờ kia. Lâm Vân Vinh đưa mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy bên dưới tảng đá kia có một thân ảnh đang co quắp. Bởi lẽ là quá tịch mịch, lại cùng với bóng của tảng đá kia hòa vào một thể, cho nên hắn mới chưa phát giác ra. Đợi đến khi nghe thấy thanh âm đó thì Lâm Vân Vinh cả kinh hô lên: Nguyệt Nha Nhi, là ngươi? Bóng đen với thân hình yểu điệu đột nhiên đứng mạnh dậy. Thanh âm lạnh lùng của Ngọc Già truyền tới. Trong màn đêm đen lạnh lẽo, khuôn mặt của nàng lạnh lùng tựa như là hàn băng trên Thiên Sơn vậy. Nguyên lai là nha đầu này nấp ở đây chơi trò ném đá. Lâm Vân Vinh ngượng ngùng cười 2 tiếng. Trời đã tối như vậy rồi, Ngọc Già tiểu thư còn chưa ngủ à? Cút! Lời của hắn còn chưa nói xong, thiếu nữ đột quyết đã nổi cơn tức giận. Một tiếng hét vang lên, phảng phất như một con sư tử nhỏ đang nổi giận. Vô số những viên đất đá nhỏ bay về phía đầu của hắn. Mẹ của ta ơi! Lâm Văn Vinh bị dọa cho run lên cầm cập, vội vã chui vào trong nước. Từ ngày gặp gỡ Nguyệt Nha Nhi đến giờ, sự tranh đấu của hai người chưa từng dừng lại. Nhưng chưa có lần nào thảm hại như lần này. Ngọc Gia vốc một nắm đá vỡ, đất vụn lên, một trận gió rào rào lao tới, mặt nước lập tức nổi lên vô số bọt nước bập bềnh tỏa ra bốn phía. Nàng thở dốc từng hồi, cắn chặt răng, không ngừng nhặt đá, không ngừng đáp xuống nước. Những vòng nước tan ra rồi lại tụ, tụ rồi lại tan, nàng vẫn không hề dừng lại. Cho đến khi không mò thấy khối đá nào nữa, nàng không ngờ lại phẫn nộ mà khóc lên. Cho cô! Một âm thanh chắc nịch vang lên sau lưng của nàng. Mấy mảnh đá nhỏ rơi rào rào xuống dưới chân nàng. Thiếu nữ cũng chẳng hề suy nghĩ, nắm lấy những hòn đá ném xuống dòng sông. Bỗng dưng nàng sững người ra, run rẩy quay người lại. Dưới ánh trăng, tên điêu manh đó đang cười hì hì, gần trong gang tấc, rõ ràng vô cùng. Hắn chỉ mặc mỗi một chiếc khố, thân hình sáng bóng, lộ ra hai cánh tay cường tráng. Những giọt nước từ trên tóc, trên má tí tách chảy xuống, làn da lẫn với đêm tối như có chung một loại màu. Khuôn mặt đang cười đùa cợt nhả hiện ra trước mặt Ngọc Già. Ngươi làm cái gì? Thiếu nữ đột quyết vội vã nhảy tránh ra vài bước, cách hắn thật xa, hệt như đang đề phòng một con sói hoang. Hai mắt mở to kinh hãi nhìn về phía hắn. Lời này là ta nên hỏi cô mới phải chứ. Lâm Văn Vinh lau những giọt nước trên mặt, nhìn vào những hòn đá dưới chân nàng cười khà khà. Ra tay cũng nhanh thật đó. Hôm nay nếu cho nàng thêm chút đá nữa, e là dòng sông này sẽ bị lấp đầy mất thôi. Ngọc Già dường như đã lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng đáp. Đại Hoa các người không phải có câu chuyện tinh vệ lấp biển sao? Cho dù lấp dòng sông này thì đã sao nào, không cần ngươi quan tâm. Đến cả chuyện tinh vệ lấp biển mà cũng biết. Học vấn của nha đầu này thực là không tầm thường. Lâm Văn Vinh cười ha hả, ánh mắt bất giác dừng trên thân thể của Ngọc Già. Loanh quanh ở biển chết hơn 20 ngày, đừng nói là tắm rửa, đến cả uống nước cũng là cả một vấn đề lớn. Toàn quân 5.000 tướng sĩ, trên tới tướng quân, dưới đến binh sĩ, ai nấy đều vô cùng bẩn thỉu, duy chỉ có thiếu nữ đột quyết này là ngoại lệ. Làn da của nàng trước nay vẫn luôn nõn nà bóng láng, óng ánh dịu sáng, dường như cái nóng bỏng của biển chết căn bản chẳng dọi đến người nàng. Đứng gần nàng còn có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, khiến người ta chìm vào cơn say. Trừ đôi môi hơi nhợt nhạt vì thiếu nước, trên chiếc váy kiểu người hồ dính đầy cát bụi ra, Nguyệt Nha Nhi vẫn cứ tươi tắn rực rỡ, xinh đẹp chẳng khác chi hồi mới gặp. Ngươi nhìn cái gì? Bị hắn nhìn chăm chăm vào, Ngọc Già nắm chặt tay, vội vã cúi đầu xuống. Ta thì như bị nắng chiếu thành tro, nha đầu này thì lại vẫn trắng như ngọc vậy. Người so với người, thực sự là làm ta tức chết à? Lâm Văn Vinh đành mỉm cười, lắc lắc đầu than thở một hơi dài. Không nhìn gì cả, cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc đáng chết đó rồi. Thiếu nữ đột quyết ngây người ra, đột nhiên giận dỗi gắt. Ngươi thực sự muốn thoát khỏi như vậy ư? Đương nhiên rồi, Lâm Văn Vinh chẳng hề nghĩ ngợi đáp ngay. Nơi đó trừ cát vàng toàn là cát vàng, không có gì để ăn uống, thò cũng chẳng ỉa nổi. Chút nữa thì chẳng còn mạng mà về rồi, còn có gì để mà hoài niệm chứ? Không chỉ riêng ta, tất cả mọi người đều muốn mau chóng thoát ra. Sao? Lẽ nào nàng còn muốn ở lại trong đó hả? Này, nàng làm cái gì đó, đừng có đẩy ta. Cút, người mau cút đi cho ta. Ta chẳng muốn nhìn thấy người nữa, cút đi. Không đợi cho hắn nói xong, hai tay Ngọc Già cơ hồ đã túm chặt lấy tay hắn, cố hết sức đẩy ra ngoài, tức giận hét lên. Thiếu nữ đột quyết này phẫn nộ hệt như một con báo cái, cơn tức giận bỗng dừng bạo phát, đến cả Lâm Văn Vinh cũng bị dọa cho giật nảy cả mình, hắn vội vã lùi lại mấy bước, mỉa mai. Nói gì thì cứ nói, động thủ làm cái gì? Nàng đánh không lại ta. Cút, ta bảo ngươi cút đi. Thiếu nữ đột quyết đẩy hắn đi vài bước, đột nhiên che mặt khóc. Những giọt nước mắt long lanh xuyên qua kẽ tay, thuận theo bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, từng giọt lăn theo cánh tay. Nhà đầu này thực sự tức giận rồi, nhưng ta chả hiểu cái gì cả. Lẽ nào ta muốn lưu lại biển chết thì nàng ta mới cao hứng? Lâm Văn Vinh bồi ngồi lắc đầu. Đừng khóc nữa, nàng yên tâm. Đợi làm xong một chuyện, không cần nàng đuổi ta cũng sẽ tự đi. Ngươi còn muốn làm chuyện gì nữa? Nguyệt Nha Nhi cắn răng tức giận. Lâm Văn Vinh tủm tỉm cười. Ta muốn làm chuyện gì hả? Vậy nàng nấp ở đây là muốn làm gì? Ta... Ngọc Gia ngẩn người, sắc mặt vừa đỏ lại vừa trắng. Mau đi tắm đi, ta ở đây canh chừng cho nàng. Nàng yên tâm, ta dùng danh dự cao quý nhất của mình đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để người ngoài nhìn trộm. Hắn nháy mắt, nghiêm chỉnh giơ cao tay phải lên thề. Hai gò má như dương chi bạch ngọc bị nhuốm lên một mảng đỏ hồng, Ngọc Giả khẽ nói: Ngươi sao ngươi biết? Ngươi có danh dự sao? Tiểu Muội Muội nói thử xem. Lâm Văn Vinh cười hì hì: Ta được hiệu xưng là đại hoa đệ nhất chính trực thiện lương, người người đều kính ngưỡng. Danh hiệu đó không phải là giả đâu. Chỉ cần ta ở đây, người khác sợ uy danh của ta, tuyệt đối không dám lại gần đây. Nàng cứ yên tâm mà xuống sông đi. Nguyệt Nhàn Nhi cắn chặt răng hừ một tiếng. Cái gì mà là phòng bị người khác? Những người đó ta chẳng hề lo, kẻ ta lo chính là ngươi. Không phải chứ? Lâm Văn Vinh hít một ngụm hơi lạnh, hai mắt mở tròn xoe, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngọc Giả tiểu thư, lời này mà nàng cũng nói ra được sao? Nàng cũng không chịu ra ngoài nghe ngóng xem sao? Gần đây chỉ có Thiên Kim tiểu thư nhà người khác đến chiếm tiện nghi của ta, làm gì còn cần ta đi ăn đậu hũ của người khác nữa. Nàng không tin ta cũng không sao, nhưng nàng không thể vũ nhục nhãn quang của những danh môn khuê tú, Thiên Kim đại gia của đại hoa ta như thế được. Đã như vậy, ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tiểu Muội Muội, nàng từ từ tắm gội đi, ta đi đây. Hắn vừa nói xong thì liền bước chân đi ngay, bộ dạng tựa như chẳng có chút lưu luyến là vậy. Hắn để tay trần, chỉ mặc mỗi một chiếc khố, đi đường lại ra vẻ hùng dũng hiên ngang, trông vô cùng kỳ dị tức cười. Ngọc Gia hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Bước chân càng ngày càng xa, tên lưu manh đó dường như đã thực sự đi rồi. Lúc này nàng mới trở nên lo lắng, vội vã ngẩng đầu lên. Ngươi đợi đã. Thành âm này tuy nhỏ, tên lưu manh đó dường như đang giỏng tai lên mà đợi nàng gọi. Vừa nghe nàng mở miệng thì Lâm Văn Vinh lập tức dừng chân, xoay người lại cười bỉ ổi. Tiểu Muội Muội, nàng đang gọi ta sao? Biết rõ còn cố hỏi. Ngọc Gia cúi thấp đầu xuống hừ một tiếng. Không phải gọi ngươi. Lâm Văn Vinh cười hì hì bước lại. Vậy ta sẽ tạm thời không cút nữa. Sao? Ngọc Gia tiểu thư đã thay đổi cách nhìn, tin vào danh dự của ta rồi sao? Tin mới lạ đó. Mặt mũi Ngọc Gia đỏ bừng. Nếu nói Oà lão công này nhân phẩm tốt, bản thân nàng cũng chẳng thể tự thuyết phục nổi. 20 ngày nay ở trong sa mạc, thiếu nước, thiếu ăn, còn có thể nhịn được. Nhưng đối với loại nữ nhi thích sạch sẽ như nàng mà nói, không thể tắm rửa mới là sự thống khổ lớn nhất. Khó khăn lắm mới đi ra khỏi cái nơi đó, lại trở về thân phận tù binh. Bốn phía đều có binh sĩ canh chừng, một nữ nhi xinh đẹp như nàng làm sao dám xuống nước mà chơi đùa chứ. May mà có Oà lão công. Tên lưu manh này tuy xấu nhưng mà còn hơn những kẻ khác. Và lúc quan trọng, chẳng còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ đành tin tưởng vào hắn thôi. Nàng dường như là tìm cho mình một lý do, e thẹn thì thầm. Ngươi quay đầu đi, cách ta xa một chút, không được nhìn. Lâm Văn Vinh cười sang sảng, bước từng bước lớn ra vài trượng. Sau lưng có giọng nói khẽ khẽ của Ngọc Già vọng lại. Ngươi đừng đi quá xa. Thế này đúng là kỳ quái mà. Vừa rồi còn kêu ta xa cách một chút, bây giờ lại kêu ta đừng đi quá xa. Rốt cuộc là ý gì đây? Ta sợ bóng tối. Giọng nói có chút run rẩy của thiếu nữ vang lên sau lưng hắn. Lâm Văn Vinh ngẩn người ra, ngay sau đó liền cười ha hả. Ha, thì ra nữ nhân đột quyết đều cũng giống như nữ nhân đại hoa chúng ta, đều có chứng bệnh sợ bóng tối. Thực là không hiểu nổi đám nữ nhân, bóng tối thì có gì mà sợ. Ta thích nhất là trời tối đó. Thấy hắn dừng bước lại, Nguyệt Nha Nhi liền không nói gì nữa, chỉ dặn dò lại một câu, ngươi không được xoay người lại. Ngay sau đó, sau lưng liền vang lên những tiếng y phục loạt soạt quen thuộc, hiển nhiên là Ngọc Già đã bắt đầu cởi xiêm y. Làn da của thiếu nữ đột quyết này sáng bóng như ngọc, thân hình bốc lửa, ta có nên dùng ánh mắt nghệ thuật đích thân thưởng thức một phen không nhỉ? Nhưng làm như vậy há chẳng phải là tổn hại đến thanh danh của ta? Ta trước mặt Tứ Đức và Lão Cao có thể nói là có hình tượng rất cao quý, sao có thể tự hủy đi trưởng thành của mình chứ? Trong lòng hắn dấy lên một loạt những suy nghĩ cầm thú. Suy tư hồi lâu, cuối cùng cắn chặt răng hừ một tiếng. Một nhà giám định nghệ thuật vĩ đại nhất định phải coi thường ánh mắt của thế tục. Cùng với quyết định quyết tâm hy sinh bản thân, một hành động chứa đựng tình cảm sâu đậm cao thượng như vậy, ngoài ta thì còn ai có được. Hắn đang muốn lén lút xoay người lại, lập tức nghe thấy tiếng nước sau lưng vang lên rào rào, theo đó là tiếng quát ẩn chứa thẹn thùng của thiếu nữ. Không được nhìn lén, không được xoay người. Nhà đầu này đúng là rất cảnh giác. Lâm Văn Vinh ồ lên một tiếng. Ta không nhìn lén nàng, nhưng để cho công bằng, Ngọc Gia tiểu thư cũng xin nàng đừng nhìn lén ta. Nếu ta phát hiện nàng nhìn lén ta, nhất định sẽ nhìn lén lại. Con người ta nói được làm được, có bản sự thì nàng thử xem. Ai da! Từ sau lưng có một viên đá nhỏ bay tới, đập ngay vào chân hắn. Tiếng hầm hừ của Ngọc Già theo đó vọng lại. Ngươi không nhìn ta, sao biết là ta nhìn ngươi? Thiếu nữ nhìn thấu quỷ kế của hắn thì trong cơn thẹn thùng tức giận, không nén nổi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, thuận tiện cảnh báo hắn một cái. Tục ngữ nói rất đúng, nữ nhân tắm rửa chẳng bao giờ xong. Ngọc già này thân phận cao quý, yêu sạch sẽ như tính mệnh. Trong sa mạc phải chịu bao nhiêu ngày gió cát như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được chỗ để tắm rửa hẳn hoi, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Sau lưng truyền tới những tiếng nước rào rào, thấp thoáng còn có tiếng hát líu lo vui vẻ. Chỉ đáng tiếc đó là tiếng đột quyết. Tắm rửa thực sự quan trọng như vậy sao? Là Văn Vinh không nén nổi nghi hoặc. Khoảnh khắc trước đó, nhà đầu này còn nổi giận như sư tử Hà Đông. Sao lúc tắm rửa lại hát ca vui vẻ như thế nhỉ? Thực là chẳng sao hiểu nổi. Cuộn tròn trên tảng đá cũng không biết là đã qua bao lâu. Chỉ cảm thấy chân đã ngồi đến tê nhức. Hắn thực sự là không chịu nổi nữa, đứng bật dậy kêu lên. Tiểu muội muội, muội tắm xong chưa thế? Ta ra ngoài đi tiểu tiện một chút. Một làn hương thoang thoảng lan tới. Sau lưng vang lên tiếng nói tựa như giận dỗi mà lại như thẹn thùng của Nguyệt Nha Nhi. Con người ngươi ấy à? Không có lúc nào đứng đắn sao? Lập Vận Vịnh xoay người lại, vừa mới liếc nhìn qua lập tức đã sững sờ. Làn da sáng bóng như ngọc, tròng ngần như nước suối, đôi môi anh đào đỏ tươi hệt như một nụ hoa sắp nở. Gò má hơi ửng hồng, phảng phất như một đóa mân côi kiều diễm. Cặp mắt mơ màng nhưng lại thêm vẻ hoạt bát như một làn nước, tựa như có thể hút người ta vào trong vậy. Mái tóc đen nhánh còn ươn ướt chưa khô, mềm mại rủ xuống như một thác nước lấp lánh. Một làn hương thoang thoảng lan tỏa, giữa ánh trăng yên bình tuyệt đẹp, thiếu nữ đột quyết mặc một chiếc váy hồ màu vàng, phất phơ lộ ra cặp chân trần trắng nõn, hiện lên những đường cong uốn lượn lả lơi trên cơ thể của nàng. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, hé ra một nụ cười e lệ mà ngạo nghễ. Trong đôi mắt ướt át thỉnh thoảng lại ánh lên vẻ lạnh lùng, càng thể hiện sự kiên định và bướng bỉnh của nàng. Đây là một nữ nhi cực kỳ khó chinh phục. Đã từng thấy qua vẻ đẹp của Ngọc Già, nhưng lại chẳng thể tưởng tượng được Nguyệt Nha Nhi khi tắm càng giống như một tinh linh khêu gợi từ trên thiên đỉnh giáng xuống thảo nguyên, tràn đầy vẻ quyến rũ hoang dại. Lâm Văn Vinh nhìn sững sờ, miệng há hốc như chẳng thể khép lại nữa. Người nhìn cái gì? Sau khi tắm rửa, dường như tâm tình của Ngọc Già đã tốt lên rất nhiều. Nàng nghiêng đầu đi, khẽ vuốt mái tóc còn ẩm ướt. Những giọt nước trong suốt long lánh rơi cả xuống. Trên mặt nàng hơi ửng hồng, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ. Lâm Văn Vịnh thở dài một hơi như vừa tỉnh lại trong một giấc mộng, giơ ngón tay cái lên. Dù cho là người đã ngắm đủ trăm hoa như ta, cũng không thể không thừa nhận. Ngọc Già tiểu thư, cô thực là một trong những nữ nhân đẹp nhất mà ta đã từng gặp qua. Thực sự con người ta trước nay chưa từng nói dối. Ngọc Già nhíu mày lại hừ một tiếng. Tại sao lại là một trong? Lẽ nào còn có người đẹp hơn ta sao? Đương nhiên rồi. Lâm Văn Vịnh giơ ngón tay ra đếm. Ngoài một đám lã bà của ta như là Thanh Tuyền, Tiên Tử, An Tỷ Tỷ, Ngưng Nhi, Xào Xào, Đại tiểu thư, Ngọc Gia tiểu thư có thể tính là đẹp nhất đó. Cho nên mới là một trong. Ngọc Gia cả giận quay phắt đầu đi. Người có nhiều phu nhân như vậy sao? Ta muốn xem qua một chút. Những nữ nhân đẹp nhất mà ngươi nói rốt cuộc là như thế nào? Lâm Văn Vịnh tử tốn đáp. Các nàng ấy không chỉ có vẻ ngoài tuyệt mỹ mà tâm hồn càng đẹp hơn. Ta sợ nàng gặp bọn họ rồi thì sẽ mất ngủ cả đêm đó. Người... Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Già đỏ bừng lên. Trong tay cũng không biết là có thêm thanh kim đao từ lúc nào. Cạch một tiếng chém ngay vào một tảng đá bên cạnh, làm bắn lên mấy tia lửa lấp lánh. Thanh kim đao đó còn đọng mấy giọt nước sáng bóng hẳn lên. Lâm Văn Vinh nhìn mà đổ mồ hôi hột. Nhà đầu này khi tắm cũng mang theo kim đao, đúng là để đề phòng ta sao? May quá, khi lão tử tắm rửa cũng có mang súng. Ngọc Già trầm mặc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, hai gò má mỹ lệ của nàng trở nên lấp lánh. Thiếu nữ khẽ vuốt mái tóc mượt mà còn ẩm ướt, yêu kiều mỉm cười. Người bất dùng những lời đó dọa ta đi. Ngọc Già tự tin, luận về dung mạo ta tuyệt đối không thua bất kỳ nữ tử nào trên thiên hạ. Còn về cái tâm hồn đẹp mà ngươi nói... Ngọc Già dừng lại, nhìn sâu vào mắt hắn, cười rạng rỡ. Ngươi không nhìn thấy tâm hồn của ta, làm sao biết tâm hồn ta không đẹp? Lâm Văn Vinh liền bật cười ha hả. Hả, ta thuận miệng nói thôi, nàng cũng bất tất phải để ý quá. Nói một cách nghiêm túc, kỳ thực tâm hồn không đẹp nhất chính là ta rồi. Coi như ngươi còn tự biết mình. Ngọc Già cười khúc khích, dương đôi mắt mỹ lệ lườm hắn một cái, khuôn mặt kiều diễm như đóa hoa mần côi nở rộ dưới trăng. Lâm Văn Vinh ngẩn người ra, quay phất đầu đi. Ngọc Già tiểu thư, nàng đừng có dùng ma pháp với ta như vậy. Nàng cũng biết đó, con người ta trước nay tâm trí vẫn luôn rất kiên định mà. Vậy sao? Trong mắt thiếu nữ đột quyết lóe lên ánh lửa, lạnh lùng cười khẩy. Người có tâm trí kiên định như ngươi quả thực rất hiếm gặp đó nhỉ? Ta chẳng tin đâu. Hai câu nói của nàng mỗi câu có một ý tứ riêng, hàm nghĩa chân chính cũng chỉ có bản thân nàng biết mà thôi. Lập Vân Vinh cảm thán một hơi dài. Kỳ thực ta cũng không phải là hoài niệm những việc đã xảy ra ở biển chết. Ngọc Gia cúi đầu thấp xuống, hai má hơi ửng hồng lên, thì thầm hỏi: người hoài niệm cái gì? Hoài niệm cái cuộc sống không cần phải tranh đấu kìa. Lâm Vân Vinh lạnh nhạt lắc đầu, giọng điệu có chút bùi ngùi khiến cho Ngọc Già cũng hơi buồn bã. Hắn nói không sai, ở trong sa mạc, giới tuyến giữa địch nhân và bằng hữu có thể trở nên rất mơ hồ, nhưng ra khỏi sa mạc, tất cả lại trở về nguyên hình như cũ. Bây giờ cũng có thể không cần tranh đấu nữa mà. Ngọc Già lẩm bẩm nói, giọng lại nhỏ vô cùng. Lâm Vân Vinh cười ha ha hai tiếng lắc đầu. Nàng có còn nhớ không? Khi chúng ta sắp rời khỏi sa mạc, nàng từng nói gì với ta không? Không nhớ nữa. Thiếu nữ quay đầu đi. Nàng đã nói qua không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nhưng chuyện đã qua được mấy canh giờ, tất cả đều đã thay đổi rồi. Tai nàng nóng bừng lên, liền vội vã ôm lại. Ngươi cũng đừng nói với ta, tất cả ta đều đã quên rồi. Nên quên đi. Lâm Văn Vinh gật gù, sắc mặt thiếu nữ đột quyết lại đại biến, vội vã nói: ta có thể quên, nhưng ngươi không thể quên. Quên đi thì ta sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi nhớ đấy. Rồi anh chàng lạnh lẽo, khóe mắt nàng hơi ươn ướt, vẻ mặt kiên định, bướng bỉnh nhìn hắn. Một nam tử đại hoa ở trần, một nữ nhân đột quyết trang phục lộng lẫy, diễm lệ như tiên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trăm mối cảm xúc lẫn lộn, tình hình cổ quái, khó mà diễn tả. Lâm Vân Vinh đột nhiên bật cười. Ngọc Già tiểu thư, nàng có cảm thấy quan hệ của chúng ta hiện giờ rất kỳ quái không? Có cái gì kỳ quái chứ? Nguyệt Nha Nhi bĩu môi. Lâm Vân Vinh giang hai cánh tay ra, bật đặc dị nói. Nói là địch nhân đi. Khi ở biển chết, chúng ta có thể nói là đồng sinh cộng tử, cùng trải qua hoạn nạn. Nói là bằng hữu đi. Nàng là người đột quyết, ta là người đại hoa, thân ở hai dân tộc đối địch nhau. Cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta phải gặp nhau trên chiến trường. Hiện giờ nàng là tù binh của ta. Có lẽ nàng còn muốn biến ta thành tù binh của nàng. Nàng nói đi, quan hệ này có phải là rất phức tạp không? Trong mắt Ngọc Già chợt ánh lên sáng rực, cô ấy thấp đầu xuống khẽ giọng nói. Nếu người đừng có phức tạp hóa như vậy, đó cũng chỉ là một chuyện rất đơn giản. Nàng đầy vẻ thẹn thùng, trên chiếc cổ thon dài trắng muốt như thiên nga cũng bị nhuốm một màu hồng nhạt, mỹ lệ đến cực điểm vô cùng động lòng người. Lâm Văn Vinh nuốt một ngụm nước bọt xuống một cách gian nan, chậm rãi lắc đầu. Ngọc Già tiểu thư, có một chuyện ta rất muốn nói với nàng. Khi sắp ra khỏi sa mạc, những lời nàng nói với ta, ta e là không nhớ nổi. Có lẽ nàng thực sự nên hận ta cả đời rồi. Tại sao? Ngọc Già biến sắc, thoáng một cái lệ đã dâng tràn. Bởi vì ta có một loại trực giác. Lâm Văn Vinh nhìn chăm chăm vào nàng, cười nhạt, tử tốn nói. Có lẽ có người muốn cùng ta chơi một trò chơi. Một trò chơi rất nguy hiểm. Trò chơi của thợ săn và hổ ly. Người nói cái gì? Nguyệt Nha Nhi vội vã cúi thấp đầu xuống, hàm răng trắng ngà nghiến chặt lại. Mới chớp mắt một cái đã biến đổi ánh mắt. Trò chơi gì? Thợ săn và hồ ly cái gì? Ta không hiểu. Lâm Văn Vinh cười ha hả. Nghe không hiểu thì càng tốt. Trò chơi này thực sự chẳng vui chút nào. Nàng nghĩ xem. Rõ ràng là biết đối phương tâm tư khó lường, nhưng bản thân lại bị cảm động đến muốn khóc. Nghe lời của nó nói, không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Trò chơi như vậy rất nguy hiểm, có thể chết người đó. Nguyệt Nha Nhi phẫn nộ nhảy lên, nước mắt không còn ngăn nổi, tuôn rơi ảo ạt. Người mới làm bộ. Lâm Văn Huynh thở ra dài một hơi, nhìn chăm chăm vào nàng. Không phải đang làm bộ, lẽ nào là thật? Không phải thật, không phải thật. Ngọc Già bịt tai lại, yêu kiểu hét lên. Vừa hét, nước mắt vừa chảy như mưa. Trong khoảnh khắc ấy, hoảng loạn, bi thương, bàng hoàng, vô số cảm xúc lóe qua mắt nàng, cực kỳ thê lương, cực kỳ phức tạp. Lâm Vân Vinh đành lắc đầu. Ngọc Già tiểu thư, kỳ thực nàng có một chuyện phiền não rất giống ta. Đó chính là vì quá thông minh, quá chấp nhất. Chơi trò chơi đều thích lựa chọn cái nguy hiểm nhất. Đây không phải là chuyện tốt đâu. Ánh mắt của Nguyệt Nha Nhi biến đổi cả trăm lần. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn nhuốm vài giọt nước mắt. Dưới ánh trăng phảng phất như những giọt sương ban mai. Nàng liếc nhìn hắn, cắn chặt răng. Khuya rồi, Ngọc Già mệt rồi, ta muốn đi nghỉ. Hay là ta đi trước nhá. Lâm Văn Vinh lặng lẽ lắc đầu than thở. Ta đã đáp ứng nàng làm xong một chuyện rồi đi. Bây giờ thời gian đến rồi đó. Vừa nói hắn vừa bước về phía trước, dáng vẻ dứt khoát. Ngọc Già nhìn theo bóng hắn, lặng lẽ rơi nước mắt. Bờ môi run lên, đột nhiên khẽ gọi: "Hòa lão công!" Lâm Văn Vinh sững người, từ từ quay người lại. "Ngọc gia tiểu thư, chuyện gì?" Nguyệt Nha Nhi ngắm nhìn hắn, hé miệng ra muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn cường quyết lắc đầu. "Ngươi mau đi đi." Lâm Văn Vinh lắc đầu than thở: "Tiểu muội muội, có một chuyện ta quyền nói với muội." "Cái gì?" Ngọc gia hỏi, lấy một vật từ bên hông ra, lắc lắc trước mặt, khẽ thở dài một hơi. "Túi nước rách rồi." Ngọc già sửng sốt, đột nhiên như phát điên lao lên trước. Giữa ánh trăng, chỗ miệng rách nhỏ bé đó có thể nhìn thấy rõ ràng. Làng liếc nhìn, lệ tuôn như mưa, đột nhiên hung hăng cắn mạnh lên tay của Lâm Văn Vinh, đau đến thấu tim. Nhìn khuôn mặt giàn ruộng nước mắt kia, Lâm Văn Vinh không ngờ lại chẳng nổi lên được một chút ý phản kháng nào. "Vết thương này cũng là giả." Ngọc già cười khúc khích, vuốt về vết răng rớm máu kia, nước mắt phảng phất tựa như mưa tháng 6. Nàng giật chiếc túi nước mà mình đã phải dùng hy sinh tính mệnh đánh đổi về lại, chạy như bay. Nhìn theo bóng lưng mỹ lệ kia, Lâm Văn Vinh lẩm bẩm lắc đầu. "Không biết thực giả, sớm đã nói với nàng rồi. Trò chơi này thực sự rất nguy hiểm." 2 ngày nghỉ ngơi chuẩn bị này là thời gian vui vẻ nhất, sung sướng nhất của tất cả các tướng sĩ từ khi tiến vào thảo nguyên A Lạp Thiện tới nay. Không có kim qua thiết mã, không có chém giết sát phạt. Đối diện với một phong cảnh đẹp như tranh vẽ thế này, ai nấy đều như say như mê, đắm chìm mình trong đó. Lý Vũ Lăng trọng thương vừa khỏi, trải qua 2 ngày điều dưỡng, tốc độ hồi phục cực nhanh, trước khi xuất phát đã có thể thúc ngựa phi như bay rồi. Còn Ngọc già thì lại tỏ ra trầm mặc vô cùng, thỉnh thoảng lại ngồi bên dòng suối ngơ ngẩn một lúc, lúc thì cười, lúc lại khóc. Ở một mình chẳng thèm trò chuyện với Lâm Văn Vinh câu nào. Thái độ lạnh nhạt đó phảng phất như trở lại tình cảnh ở Ba Ngạn Hào Đặc khi mới vừa gặp nhau vậy. Trải qua 2 ngày chuẩn bị và bổ sung, 5.000 nhân mã tiếp tục đi về phía trước. Đến cả biển chết cũng đã chinh phục rồi, còn khó khăn gì có thể ngăn cản bước chân tiến về phía trước của bọn họ chứ? Trải qua sự tôi luyện sinh tử trong sa mạc, tâm trí của các tướng sĩ đều đã kiên định hơn trước rất nhiều. Đối với tình hình trước mắt cũng tràn ngập lòng tự tin. Con sông mà bọn họ cắm trại nghỉ ngơi kia tên là Tích Nhĩ Hà, bắt nguồn từ đỉnh Thác Mộc Nhĩ cao nhất trên dãy Thiên Sơn, cùng với Sở Hà, Y Lê Hà, hình thành nên 3 dòng ngân hà dọc đáy quấn quanh Thiên Sơn. Ngược dòng Tích Nhĩ Hà đi lên, dần dần áp sát phía đông chân núi Thiên Sơn. Địa hình dần dần trở nên treo leo hiểm trở, hiếm người đặt chân đến. Trên một bãi cỏ trên đỉnh núi cao phủ đầy rong rêu xanh mướt, tựa như một tấm thảm biếc không có bến bờ, được tô điểm thêm bởi vô số các loài hoa nhỏ đủ màu sắc, giống như một bức tranh xinh tươi. Dọc theo hai bên bờ nhô lên vô số những tảng băng cổ, dưới ánh dương ấm áp lấp lóe những tia sáng 7 màu chói lọi. Phong cảnh tuyệt đẹp động lòng người như thế, thực khiến người ta phải vừa đi vừa ngắm. Bất giác chìm vào cảm giác lưu luyến, hoàn toàn quên rằng mình đang trên đường hành quân đánh trận. Thương thế của Lý Vũ Lăng đã lành, hắn cưỡi ngựa đi đầu, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía xem xét, tặc lưỡi than thở. Đây chính là Thiên Sơn trong truyền thuyết à? Quả nhiên khí hậu dễ chịu, phong cảnh như tranh vẽ. Nếu có thể thường xuyên được tới nơi này, cũng có thể coi là một chuyện hay rồi. Đúng rồi, Lâm đại ca, trước đây huynh đã từng tới qua Thiên Sơn sao? Nếu không làm sao huynh biết xuyên qua La Bố Bạc là có thể tới dưới chân Thiên Sơn? Biểu hiện của Lâm Văn Vinh trong chuyến đi này chỉ có thể dùng 2 chữ kỳ diệu để hình dung. Từ Y Ngô tiến vào La Bố Bạc, đi trên con đường tơ lụa trước nay chưa từng có ai đi. Tuy phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng lại xuyên qua được biển chết một cách thần kỳ. Đến cả lúc sắp ra khỏi sa mạc, tưởng chừng như đã gần lạc đường, lại xuất hiện một con linh dương dẫn đường cho hắn. Điều này tưởng chừng như là một chuyện không thể nào ngờ nổi. Tất cả mọi người đều bị rung động bởi đại trí tuệ của Lâm Tương Quân. Câu hỏi mà Tiểu Lý Tử hỏi có thể được coi đã thay đổi tất cả mọi người. Đưa ra không chỉ ánh mắt của mấy người Hồ Bất Quy tập trung lên người hắn, đến cả Ngọc già dọc đường đi vẫn lặng lẽ không nói gì, cũng không nén nổi mà liếc nhìn hắn, dường như cũng đang chờ đợi đáp án của hắn vậy. Lâm Văn Vinh không hề chớp mắt, lớn tiếng nói mà chẳng hề thẹn thùng. Thiên Sơn à, đến rồi, ta đương nhiên là đã từng đến rồi. Đọc vạn quyển sách như đi vạn dặm đường, câu đó này chắc là ngươi đã từng nghe qua. Đó chính là câu dùng để hình dung ta đó. Còn người ta trước nay vẫn luôn trầm lặng mà. Lý Vũ Lăng nhìn hắn từ trên xuống dưới với vẻ dò xét, mỉm cười lắc đầu nói. Người trầm lặng giống như huynh thế này thực sự là rất hiếm gặp đó. Có điều thấy huynh quen thuộc với Thiên Sơn như thế, chắc là trước đây đã từng đi qua. Lâm đại ca, huynh còn đi qua nơi nào nữa? Nhiều lắm. Cái gì mà Cao Lệ, Lưu Cầu, Đông Doanh, Nam Dương, Tây Dương, Ba Tư. Những cái này nói với đệ rồi nhỉ? Chỉ cần là nơi nào có người đều có dấu chân của ta lưu lại. Năm nay huynh mới được mấy tuổi. Cho dù có đi khắp thế giới từ lúc còn trong bụng mẹ thì cũng chẳng đi được bao nhiêu nơi. Nghe hắn bốc phét như thế, mọi người đều vui vẻ cười ha hả. Càng đi lên trên núi, độ cao so với mực nước biển không ngừng tăng lên, khí hậu càng lạnh dần đi. Cảnh tượng trên thiên sơn cũng dần dần thay đổi, không còn thấy cỏ xanh hoa đỏ nữa. Trên sườn núi tụ đầy những đống tuyết dày, khí hậu vừa rồi còn ấm áp như mùa xuân, sau nháy mắt đã bị cái lạnh giá che lấp. Những dòng sông bằng bốn phía xung quanh đều phủ tuyết, kết thành một tầng băng dày cộ bên trên. Thế núi hiểm trở, những kẽ nứt giữa các lớp băng đan xen vào nhau dày đặc như mạng nhện. Chỗ lớn nhất ước chừng vài trượng, sâu tới 2 trượng, thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới gào thét không ngừng vang lên bên tai. Lạnh thật. Lâm Văn Vinh bất giác bịt hai tai lại, dưới chân đã bắt đầu trơn trượt. Bên cạnh là một tràng những tiếng nghiến răng nghiến lợi lách cách. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi trong chiếc áo mỏng, khuôn mặt xinh đẹp lạnh đến đỏ hồng lên, hai bàn tay đang ôm lấy cánh tay yếu ớt của mình không ngừng run lên cầm cập. Lâm Văn Vinh nhíu mày. Trước khi lên núi đã dặn dò mọi người phải chuẩn bị cho tốt việc chống lạnh. Các tướng sĩ đã lấy da dê và lá cây khoác qua loa bên người để chống rét. Duy chỉ có quần áo của nha đầu này là mỏng manh nhất. Thế này thì làm sao có thể vượt qua đỉnh thiên sơn tuyết tụ ngàn năm không tan chảy chứ? Ngọc Gia tiểu thư, chỉ bằng vào chút y phục này, chỉ sợ còn chưa vượt qua được núi tuyết thì đã bị đông cứng thành băng rồi. Hắn dừng chân lại nhìn Nguyệt Nha Nhi nghiêm túc nói. Ngọc Gia thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, chẳng nói tiếng nào, tiếp tục đi về phía trước, bỏ mặc hắn ở một bên. Không nói là có ý gì nhỉ? Lặng lẽ kháng nghị sao? Hắn hảo tâm hảo ý lại va phải một cái đinh không cứng không mềm, lập tức trong lòng cũng có chút tức giận. Nhìn theo bóng dáng quyết liệt của Ngọc Già, ánh mắt thoáng qua, chỉ thấy chỗ eo nàng có treo một cái túi căng tròn chứa đầy những nước. Chiếc túi còn có một dấu môi cô cong cong, cực kỳ quen mắt. Túi nước rách sao có thể vá lành nhỉ? Hắn ngẩn người ra, trong lòng dấy lên cảm giác đặc biệt. Trong sa mạc sống chết bên nhau, thiếu nữ đột quyết đã giành lại chiếc túi nước này từ trong cơn cuồng phong. Những tình cảnh lúc đó từ từ hiện lên trước mắt hắn. Có gì đáng để so đo với một nữ nhân cơ chứ? Hắn lắc lắc đầu, bước vài bước lên phía trước kéo nàng lại. Nàng qua đây. Chỉ cảm thấy thân thể trở nên ấm áp. Một chiếc áo dài còn mang theo hơi ấm cơ thể được khoác lên cơ thể của nàng. Ngọc Gia đột nhiên quay đầu lại, kéo chiếc áo dài trên người xuống, tức giận gắt. Ngươi làm gì đó? Sắc mặt Lâm Văn Vinh lạnh lùng. Ngọc Gia tiểu thư, sự kiên nhẫn của ta cũng không tốt lắm đâu. Xin nàng đừng có làm ta tức giận. Nếu nàng không muốn sống nữa, xin cứ trực tiếp nói với ta. Nguyệt Nha Nhi vứt chiếc áo dài đó trở lại tay của hắn, cười lạnh. Sao? Không lo ta chơi trò chơi nguy hiểm đó sao? Ta quả thực muốn sống, nhưng Ngọc Già không cần sự thương hại của ngươi. Hòa lão công đại nhân, xin người hãy tự trọng. Tính cách của thiếu nữ đột quyết này quả nhiên là ương ngạnh quá mức. Nhìn đôi mắt lòng lành như nước của nàng, Lâm Văn Vinh cũng có chút bất lực. Được rồi, coi như ta chẳng nhìn thấy gì vậy. Chúng ta chẳng ai động đến này nữa. Cô cứ tiếp tục đi, cần mẹ nó chứ. Thiện lương đúng là một loại bệnh, ta tự thấy mình dù trẻ quá. Tên lương manh thực sự là đã tâm ý nguội lạnh, cầm chiếc áo rồi xoay người đi, dáng vẻ vô cùng kiên quyết. Đúng là chưa từng thấy qua vẻ mặt như thế này của hắn. Ngọc Già cắn chặt môi ngơ ngẩn, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lại rồi buông lỏng rồi lại siết chặt. Dọc đường lên núi, lối đi càng ngày càng hiểm trở, băng tuyết trên mặt đường càng ngày càng trơn trượt, đi lại cực kỳ khó khăn. Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên phía trước sáng bừng lên. Một mặt hồ khói sóng mênh mông hiện ra ngay trước mắt. Cái hồ này vô cùng rộng lớn, hẹp dài quanh co, kéo dài không dứt. Dòng nước chảy nhẹ nhàng như gương, trong suốt hệt như giọt sương ban mai. Xung quanh sườn núi là đầy những cây vân sam, bạch hoa, rừng liễu thẳng tắp. Phía tây mặt hồ thấp thoáng bóng đình đài lầu các mờ ảo, lung linh tinh xảo. Những đỉnh núi tuyết trắng xóa cũng yên bóng dưới mặt hồ, theo làn sóng nước mà dập dờn lay động, kiều diễm động lòng người, hệt như tiên cảnh ngoài trần thế. Cảnh sắc mỹ lệ thế này, mọi người đều nhìn đến ngừng thở. Cao Tổ sững sờ. Hỡi bà nó chứ, chẳng lẽ đây là Cửu Thiên Giao Trì trong truyền thuyết sao? Cao đại ca quả nhiên là có học vấn à? Lâm Văn Vinh cười hì hì. Nơi này chính là Thiên Trì, nơi nổi tiếng nhất ở Thiên Sơn, cũng chính là Giao Trì, nơi mà Tây Vương Mẫu cử hành hội bàn đào trong truyền thuyết. Nghe nói 3.000 năm trước, Chu Mục Vương ngồi bát tuấn mã xa, đi tới Thiên Sơn để dự bữa tiệc này. Hậu thế có bài thơ tán tụng rằng: Tây Mẫu khai hội tại Giao Trì, cà vàng thánh thoát động trời mây, dòng ngựa một ngày 3.000 dặm, Mục Vương quay bước lại chốn này. Chính là để nói đến phong cảnh Giao Trì tú lệ này, đến cả Chu Mục Vương cũng không né nổi lại một lần nữa đến nơi này. Quả nhiên là cửu thiên Giao Trì. Nghe Lê Văn Vinh giải thích như vậy, mọi người đều vui vẻ bàn tán om sòm. Ngay đến cả Ngọc Gia đang lạnh run cầm cập cũng phải sáng mắt lên, không nén nổi nhìn quanh bốn phía. Những đống tuyết thấp thoáng giữa làn nước Thiên Trì trong veo, hệt như một mặt gương bằng phẳng, phản chiếu đỉnh núi tuyết cao vút. Trong hồ có tuyết, trong tuyết có hồ, thắng cảnh này khó mà gặp được. Sao? Thiên Trì này thế nào? Lâm Văn Vinh mỉm cười hỏi mọi người bên cạnh. Đẹp, quá đẹp. Tiểu Lý Tử vỗ tay cười hì hì. Lâm đại ca, huynh có rảnh thì nhất định phải đưa Từ cô đến nơi này xem. Người thích nhất là du lịch nơi có núi có nước. Nếu biết được có một cửu thiên Giao Trì như thế này, nhất định sẽ vui thích đến nhảy cẫng lên đó. Đợi hai người thành thân rồi, sẽ dựng một ngôi nhà gỗ ở nơi đây. Mỗi năm ta sẽ bớt chút một thời gian rảnh rỗi đến nơi này dạo chơi. Tiểu tử này trọng thương vừa lành cái là đã quay ngay lại bản tính trước kia. Đến cả Từ quân sư cũng dám đem ra đùa vui. Chuyện giữa Lâm tướng quân và Từ tiểu thư, mọi người đều là kẻ mù ăn bánh trôi, trong lòng đều hiểu rõ. Thấy Lý Vô Lăng nói trắng chuyện này ra, ai nấy đều ha hả cười rộ lên, không khí vui vẻ vô cùng. Nghĩ đến Từ Chỉ Tình ở núi Hạ Lan xa xôi, nhớ đến lời thề ở táng xa đó, trong lòng Lâm Văn Vinh không khỏi run lên. Còn có Thanh Tuyền, Ngưng Nhi ở xa tận kinh thành, lúc này sợ rằng bọn họ đang bấm ngón tay mà tính từng ngày, khổ sở mong mình bình an trở về. Hắn khẽ thở dài một tiếng, mắt đã hơi ươn ướt. Ngọc Gia quay đầu đi, lặng lẽ nhìn Thiên Trì khói mây mù mịt đó. Nghe thấy những hơi thở thật dài của Lâm Văn Vinh bên cạnh, trái tim nàng không khỏi đập nhanh hẳn lên, trong mắt ngày càng mê man. Tên của Từ Chỉ Tình, nàng tự nhiên là đã nghe qua. Thì ra tên lưu manh này và nữ quân sư của Đại Hoa cũng có giày mờ dễ má với nhau. Nàng cắn chặt răng, tim đập lúc nhanh lúc chậm, khó mà khống chế. Cái tên lưu manh này thực sự là người kỳ quá nhất thế giới. Nhìn thoạt qua thì chỉ có đầu óc mà mãnh, tựa hồ chẳng có bao nhiêu học vấn. Nhưng mỗi lần đến chỗ nào đó, hắn luôn có thể nhận biết rõ ràng, kể ra mấy câu chuyện kinh động lòng người, dường như là hạ bút thành văn, vô cùng có sức lôi cuốn. Dọc đường đi qua sa mạc, vượt Thiên Sơn lần này hệt như một chuyến du lịch kỳ dị vậy. Trải qua bão cát, thấy ảo ảnh, ngắm Thiên Trì, dọc đường còn nghe hắn kể một số câu chuyện kỳ lạ. Thời gian trôi qua hệt như dòng nước, cho dù có phải chịu nhiều khổ sở mệt mỏi hơn, bản thân cũng hoàn toàn không cảm thấy. Nàng sững sờ ra đó, trong lòng lúc nóng lúc lạnh, cũng chẳng biết là vì sao, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Bọn cao tù nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi đang rơi lệ. Mấy người nháy nháy mắt, cười hì hì kéo Lâm Văn Vinh đến bên cạnh. Lâm huynh đệ, hì sự đó, hì sự đó à? Hì sự đâu ra? Nhìn nụ cười dâm đãng bên khóe miệng của lão cao, Lâm Văn Vinh không né nổi dùng mình một cái. Cao tù quay về phía bên kia nhếch mép, ghé sát tay Lâm Văn Vinh cười khà khà. Hề, huynh đệ quả nhiên là có thủ đoạn, nhìn bộ dạng Ngọc già này, chỉ sợ tinh thần và thể xác đều đã rơi vào tay giặc rồi. Với thân phận tôn quý và cao cả như ngươi, đích thân đi trả đạp nữ nhân đột quyết này, đó chẳng phải là một hỷ sự lớn bằng trời sao? Thì ra là cái hỷ sự này. Lâm Văn Vinh khẽ lắc đầu. Cao đại ca, huynh cảm thấy Ngọc già này cao quý không? Cao quý. Thông minh không? Thông minh. Vậy thì đúng rồi. Lâm Văn Vinh ung dung nói. Thân phận của Ngọc già này chẳng phải tầm thường, huynh cũng sớm biết rồi. Một nữ nhân vừa kiêu ngạo cao quý lại vừa mỹ lệ thông minh, đặc biệt còn nổi bật như Ngọc già, có dễ bị rơi vào tay giặc thế không? Cái này đúng là chưa nghĩ quá. Cao tù lầm bầm. Người khác có lẽ là không được, nhưng với mị lực của Lâm huynh đệ người, đó lại là chuyện khác rồi. Lâm Văn Vinh vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc nói. Cao đại ca, làm người nhất định phải khiêm tốn. Ta trừ việc đẹp trai một chút, học vấn nhiều một chút, nhân phẩm tốt một chút, những cái khác cũng chẳng có mị lực gì. Thực sự là không được nhiều huynh quá khen đâu. Huynh cũng ngàn vạn lần đừng có đi tuyên truyền khắp nơi, chỉ để mấy ngàn huynh đệ hơi hiểu một chút là được rồi. Trầm lặng vẫn luôn là chuẩn mực làm người của ta. Lâm huynh đệ quả nhiên là rất khiêm tốn, rất trầm lặng. Cao tù đổ mồ hôi hột. Vậy vị ngọc già tiểu thư này rốt cuộc là sao thế? Ta cũng rất muốn biết vấn đề này. Lâm Văn Vinh giang hai tay ra, lặng lẽ than thở. Nhưng theo tình huống hiện giờ, không chỉ ta không hiểu được, đến cả bản thân nàng cũng có chút không rõ ràng nữa rồi. Huỳnh nói xem, còn có chuyện gì hóc búa hơn chuyện này sao? Quả nhiên là rất khó khăn. Cao Tù nhìn hắn một cái với vẻ rất đồng tình. Gặp phải một nữ tử giống như là ngọc già thế này, cũng chỉ có Lâm huynh đệ mới có thể đấu với nàng ta được mười mấy hiệp. Đổi lại là người khác thì sớm đã nộp vũ khí đầu hàng rồi. Vượt qua thiên trì, đi thẳng về phía đỉnh núi, trong lòng tràn đầy tâm sự. Băng tuyết càng ngày càng nhiều, khe vực khắp nơi. Lúc này chỉ còn cách đỉnh núi chừng mấy trăm trượng. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn lên phía xa, chỉ thấy dưới bầu trời xa xôi thấp thoáng lộ ra một ngọn núi biêng biếc, ẩn hiện hư vô, mắt nhìn không thấy bến bờ. Hồ Bất Quy đứng bên cạnh hắn hưng phấn nói: "Tướng quân, đó chính là nơi mà chúng ta cần đến sao?" "Không sai." Lâm Văn Vinh cố sức vẫy tay. "Đó chính là núi Ả Nhĩ Thái. Bắt đầu từ nơi này, thiết kỵ của Đại Hoa sắp dẫm nát vương đỉnh của Đột Quyết rồi. Mau nhìn xem, tuyết rơi rồi." Lý Vũ Lăng mừng rỡ hét lên một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy trên đỉnh Thiên Sơn mây mờ bao phủ, những đóa hoa tuyết giống như là lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, lòng lành trong suốt, bay là tả nơi đỉnh núi. Ở phía đầu đội ngũ, sau nháy mắt đã bị một tấm thảm tuyết khổng lồ che kín. Nhìn về phía xa, hệt như đang chui vào trong sương mù dày đặc vậy. Rõ ràng là lúc tháng 5, ở vùng lục địa Quan Trung lúc này trời đã dần nóng lên. Thiên Sơn lúc này lại có tuyết rơi. Đưa mắt nhìn xuống trăm hoa đùa sắc xa xa bên dưới. Hoa tuyết và hoa đỏ ở lưng chừng núi đan xen vào nhau. Lên đến đỉnh núi, loáng cái đã toàn là một màu tuyết trắng xóa. Một núi ba khí hậu, sự tráng lệ diệu kỳ của Thiên Sơn quả đúng là danh bất hư truyền. Tiểu Lý Tử trung quy vẫn còn chút tính nết của trẻ con. Có lẽ thời gian đi trong sa mạc quá dài. Lúc này mắt thấy tuyết rơi đầy trời, cảnh tượng rất là hùng vĩ, lập tức vui vẻ nhảy cẫng lên. Cao Tù cười nói: "Hề, mới ra khỏi Đại Mạc liền lập tức gặp tuyết rơi. Chuyến đi này của chúng ta cũng có thể tính là mưa gió tuyết sương, cái gì cũng đã trải qua rồi. Đời này từ đây không còn hối tiếc gì nữa rồi." Hai người này thì thầm trò chuyện, Lâm Văn Vinh lại nhíu chặt mày. Thiên Sơn tuyết rơi, nhìn thì đẹp nhưng rơi xuống những người đang sắp vượt qua Thiên Sơn như bọn họ, chẳng khác chi đột nhiên lại có thêm rất nhiều nguy hiểm. Mắt thấy sắc trời đã muộn, Lâm Văn Vinh cắn chặt răng nói: "Hồ đại ca, phân phó các huynh đệ bám gần nhau một chút, trông coi lẫn nhau. Đêm nay không cắm trại, đi xuyên đêm vượt Thiên Sơn." Hồ Bất Quy cũng biết quãng đường phía trước rất nguy hiểm, vội vã một tiếng, truyền mệnh lệnh của hắn xuống. Dọc đường đi lần này dựa theo phân phó của Lâm Văn Vinh, các tướng sĩ sớm đã tích trữ lá khô lại, làm thành một chiếc áo thoa thật dày, khoác lên trên người để chống lạnh. Khó coi thì có khó coi một chút, nhưng có tác dụng hiển thị ra rất rõ ràng. Trên người của Lý Vô Lăng mặc một chiếc áo ấm áp nhất. Hắn tuổi còn nhỏ, lại là trọng thương vừa mới lành. Mọi người đều yêu thương hắn, lén lén lút lút đem y phục nhét vào trong bọc hành lý của hắn. Lúc này trên người hắn mặc chính là chiếc áo mới mà Sào Sào đã may cho Lâm Văn Vinh trước khi đi. Là Lâm Văn Vinh đặc ý đưa cho hắn. Tuy có to hơn mấy số, nhưng chống rét thì không thành vấn đề. Càng đi lên trên gió tuyết càng lớn. Những con gió bấc kèm theo hoa tuyết bay vù vù tới đập vào mặt. Đến cả mắt cũng không mở ra nổi. Hai má bị đập vào đau nhói, rồi đông cứng lại càng thêm nhức nhối hơn. Tuyết lớn và sa mạc đúng là hai thứ cực đoan. Một thì nóng chết người, một lại lạnh chết người. Chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà lại phải trải qua hai loại khí hậu hoàn toàn trái ngược thế này. Đúng là điều mà tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua. Cho dù Lâm Văn Vinh được hiệu xưng là đã đi khắp Đông Nam Tây Bắc, cũng chưa có được trải nghiệm này. Đi tuần tra một vòng, thấy tinh thần các tướng sĩ đều ổn định. Nói cười, hắn lúc này mới yên tâm hơn. Ánh mắt dừng lại trên người của Ngọc Già, hắn lại không nén nổi, nhíu mày. Cái rét lạnh trên sườn núi nàng ta đã không chống đỡ nổi, huống chi lúc này còn có gió bắc cùng với tuyết lớn kèm theo. Sắc mặt thiếu nữ Đột Quyết lạnh đến trắng bệch, thân thể cứng đơ. Hoa tuyết không ngừng rơi xuống đầu, đậu lại trên mái tóc và khuôn mặt của nàng, cùng với gò má mềm mịn của nàng chiếu rọi cho nhau, không ngờ lại chẳng thể phân biệt cái nào trắng hơn, cái nào lóng lánh hơn. Gió lạnh thổi qua, hai vai nàng không khỏi run lên cầm cập. Thiếu nữ kiên cường cắn chặt răng, chưa từng thốt lên một tiếng nào. Trong bọc hành lý đầy những lá khô, bàn tay bé nhỏ của nàng sâu lại một cách khéo léo, đang mau chóng tự chế cho mình thành một chiếc áo khoác. Nhà đầu này đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu, bước nhanh tới vài bước, mỉm cười nói: Ngọc gia tiểu thư, có thể thương lượng với cô một chuyện không? Không cần thương lượng. Nguyệt Nha Nhi nghe thấy tiếng nói của hắn lập tức quay đầu đi, chẳng thèm nhìn đến một cái, lạnh lùng quăng ra mấy chữ. Lâm Văn Vinh đã ở cùng với nàng một thời gian dài, cũng biết được tính cách của nàng rồi, chỉ coi như là không nghe thấy nàng nói gì, cười hì hì nói: Thực ra chuyện này đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ cần nhấc tay cái là xong. Ta thấy cô kết chiếc áo khoác này cũng không tồi, có thể bán nó lại cho ta không? Bán cho hắn? Ngọc gia không nhịn được quay đầu sang ngơ ngác nhìn hắn. Trên đầu tên lưu manh này dính đầy mấy bông tuyết lớn, tuyết khắp trời cũng đang đập vào mặt hắn, màu đen và màu trắng đan xen vào nhau vô cùng rõ ràng. Nhìn cái bộ dạng hớn hà hớn hở của hắn, dường như đã quên mất hai người vừa cãi nhau một trận. Kẻ này ra mặt thực là dày quá mức. Ngọc gia lầm bầm một câu, lại cũng không biết tại sao, trong lòng có chút sợ hãi. Cho dù nàng có thông minh hơn nữa cũng chẳng hiểu được dụng ý của tên lưu manh này. Suy nghĩ một chút, nàng hử mấy tiếng: Người lại tới châm chọc ta sao? Ta chẳng tin mấy lời quỷ quái của người đâu. Thật đó mà, ta châm chọc nàng làm gì? Lâm Văn Vinh mỉm cười: Lần này tuyết rơi quá lớn, trên người ta lạnh lắm, cho nên muốn mua chiếc áo khoác của nàng để chống rét. Hắn không nói còn tốt, vừa mở miệng ra, Ngọc gia lập tức lạnh giá tới tận xương. Sắc mặt của nàng hệt như hàn băng, nắm chặt tay phẫn nộ nói: Người còn cần mua sao? Nếu người muốn, trực tiếp cướp lấy là xong. Ngọc gia vốn là tù binh của ngươi, ngươi còn cần phải giả dối như thế này là sao? Vậy không được. Lâm Văn Vinh lắc đầu quẩy quẩy, hi hi ha ha nói: Tù binh cũng có nhân quyền mà. Hơn nữa mọi người xung quanh đều biết ta là một người nổi tiếng thực thà, ép mua ép bán không phải là phong cách của ta. Ngọc gia tiểu thư, ta hỏi lại một lần nữa, bây giờ ta muốn mua chiếc áo khoác này của nàng, nàng có nguyện ý không? Nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn không giống như đang vui đùa, Ngọc gia cắn chặt răng hừ một tiếng: Ngươi thực sự rất lạnh sao? Rất lạnh. Tên lưu manh gật gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chiếc quần trên đùi hắn rách nát tơi tả, giờ được dùng thừng cỏ tầng tầng cuốn lên. Đó là vết tích của lần hắn cứu nàng trong cơn bão cát ở sa mạc lưu lại, đã rách nát đến mức không chống nổi gió tuyết. Trên dưới toàn thân hắn, thứ ấm áp duy nhất chỉ là một chiếc áo choàng dài. Mắt Ngọc già hơi đỏ lên, ôm chiếc áo khoác vừa mới kết xong đó một chút, cắn chặt răng, nhét vào trong tay hắn: Cho ngươi, mau cút đi. Chẳng hề khách khí nhận lấy chiếc áo khoác, tên liều manh cười khà khà: Cảm ơn, đã mua được chiếc áo khoác này rồi. Nhưng không biết Ngọc gia tiểu thư, nàng muốn thủ lao thế nào đây? Kim ngân tài bảo, trân chờ mã não, hay là lấy thần báo đáp? Ta chẳng cần gì cả, ngươi mau cút đi. Thiếu nữ tức giận hét lên. Nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên lưu manh này, nàng cắn chặt môi đến chảy máu, hận không thể đấm mạnh vào mặt hắn một phát. Được, ta đi. Lâm Văn Vinh vội vã lùi lại hai bước, mỉm cười nói: Con người ta chính trực thành thực, đó là chuyện ai cũng biết rồi. Nói rõ là mua, ta tuyệt đối không chiếm chút tiện nghi nào của cô. Nếu mấy thứ kia đã không có gì thích hợp, vậy đợi lát nữa ta sẽ tặng cho cô một món đồ là được. Lấy vật đổi vật, chúng ta chẳng ai lỗ cả. Cái bộ dạng nói cười cười này của tên lưu manh đáng ghét đến không thể dùng lời miêu tả. Ngọc gia lượm lấy một nắm tuyết ném về phía hắn: Đừng có chọc ta, kêu người cút thì người mau cút đi. Nắm tuyết tung bay tán loạn lên, tên lưu manh vội vã cười ha hả một tiếng, chạy mất hút về phía trước. Nhìn theo bóng lưng trong gió tuyết của hắn, ánh mắt Nguyệt Nha Nhi rủ xuống, thần sắc si ngốc. Tiểu Lý Tử, người tới đây một chút. Lý Vũ Lăng đang lúc hưng phấn, một ngựa đi đầu nghênh đón làn gió tuyết, đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến mấy tiếng gọi khẽ, quay đầu lại chỉ thấy Lâm Văn Vinh đang đứng bên cạnh đội ngũ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, đang vụng trộm hướng về phía hắn vẫy tay. Hắn vội vã chạy đến tươi cười: Lâm đại ca, huynh gọi đây à? Lâm Văn Vinh một tiếng, nhét chiếc áo vào trong tay cho hắn: Tiểu Lý Tử, thay ta đi làm một chuyện. Hắn thầm thì vào tai của Lý Vũ Lăng mấy câu. Tiểu Lý Tử trợn tròn mắt nhìn hắn: Lâm đại ca, huynh hâm à? Vụ làm ăn lỗ vốn như thế này mà cũng làm, đây đâu phải là phong cách của huynh. Đúng như lời người nói, ta là người chịu lỗ vốn sao? Lâm Văn Vinh đành bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Lý Vũ Lăng nháy mắt, nhìn thiếu nữ đột quyết đang đi mau trong tuyết, lại nhìn sang Lâm Văn Vinh, đột nhiên ồ một tiếng: Thì ra là vậy, ta biết rồi. Ta biết cái vị Ngọc gia tỷ tỷ này, trừ việc là người đột quyết ra, những chỗ khác đều không tồi. Lâm đại ca yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không nói cho từ cô. Nhìn thấy tiểu tử này trong mắt láo liên, lập tức biết hắn đang nghĩ cái gì. Lâm Văn Vinh đành nói: Rõ ràng đây là một chuyện cực kỳ cao thượng, Tại sao luôn có người muốn dùng ánh mắt dung tục để nhìn thế nhỉ? Phải biết ta chẳng phải là một người tùy tiện như thế. Quả nhiên là không phải tùy tiện như thế. Tiểu Lý Tử vô cùng vui vẻ. Tuy hắn bị người đột quyết làm trọng thương, nhưng tính mệnh lại là do Ngọc Già cứu. Dùng lời của bản thân hắn mà nói, người sống ở trên đời có ân báo ân, có thù báo thù, một ngựa trả một ngựa, không thể sai khác. Bởi vậy cũng chẳng có gì bài xích thiếu nữ đột quyết này. Trong đại quân trừ Lâm Văn Vinh ra, chỉ còn hắn là có thể nói được với Nguyệt Nha Nhi mấy câu. Gió tuyết càng ngày càng lớn, thổi cho mọi người đều chẳng thể mở mắt ra. Cầm lấy chiếc áo dài mà Lý Vũ Lăng đưa cho, Ngọc Già ngẩn người lắc đầu tức giận nói: Người nói lại với Hoa lão công, ta tuyệt đối không cần đồ của hắn. Lý Vũ Lăng đáp: Ngọc Già tiểu thư nhầm rồi, Lâm đại ca đã nói, chiếc áo khoác này không phải là đồ của huynh ấy nữa, mà là của cô. Của ta? Ngọc Già cắn môi, sao lại thành của ta rồi? Tiểu Lý Tử mỉm cười. Lâm đại ca nói, huynh ấy và cô làm ăn với nhau, phải giao dịch công bằng. Lấy của cô một chiếc áo, trả lại cho cô một chiếc áo, lấy vật đổi vật, chẳng ai bị lỗ cả. Chiếc áo này bây giờ là của cô rồi, cô có vứt nó đi cũng vậy thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới Lâm đại ca nữa. Không liên quan gì tới hắn nữa. Nghĩ đến cái bộ dạng hớn hà hớn hở của tên lưu manh khi nói chuyện với mình, thì ra là đã cố ý tính kế sẵn rồi. Người này ra mặt làm sao mà dày như thế được. Nàng ngẩn người hồi lâu, tim đập lúc nhanh lúc chậm. Đột nhiên một cảm giác hờn giận trào dâng, nàng cầm chiếc áo vứt xuống đất, nhẹ nhàng kêu lên: Hắn đang làm cái gì thế? Lại tới lừa gạt ta. Ta chẳng thèm đồ của hắn, ta không cần. Chỉ là nàng đã cất tiếng muộn một chút. Lê Vũ Lăng chuyển lời xong, sớm đã rời đi. Lúc này đang cùng Lâm Văn Vinh hai người đi đầu đội ngũ, cười hi hi ha ha vui vẻ. Tuyết càng rơi càng lớn, từng mảng hoa tuyết chậm rãi rơi xuống, đang hạ xuống những chiếc áo dài to lớn, phảng phất như những bông hoa nhỏ đang nở rộ, mỹ lệ vô ngần. Ngọc Già ngơ ngác đứng yên, đến cả cái rét lạnh ghê gớm kia cũng không cảm giác thấy. Nàng hơi khom người xuống, nhặt chiếc áo dài rơi dưới mặt đất lên, chậm rãi phẩy phẩy gạt những bông hoa tuyết xuống. Trên chiếc áo vẫn còn vương lại chút ấm áp, phảng phất như hơi ấm của vòng tay tên lưu manh vậy. Nghĩ đến tình hình vụ làm ăn giữa mình và tên lưu manh, trong lòng nàng chẳng biết là đang có cảm giác gì. Tại sao ngươi và ta giống nhau, đều thích đi lừa người thế? Nàng nắm chặt chiếc áo, vừa cười vừa khóc, nước mắt tuôn xuống như mưa. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 164 của Cực Phẩm Gia Đình tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 165.